Chào bạn, sau đây mình xin thực hiện trình bày cách blend một tấm hình như thế này sang một tấm hình như bên này. Và bây giờ là các bước thực hiện như sau. Đầu tiên ta tắt tấm hình này. Đầu tiên chúng ta mở ra một tấm hình thế này. Tiếp đến nhấn Ctrl G để nhấn đuôi lơ nhấn đuôi lớp này. Ở lớp này thì chúng ta nhấn Ctrl M rồi tăng thêm một tí thế này. Ok. Ở level 1 này chúng ta sẽ vào phần này, phía dưới này. Và chúng ta chọn Bring Nut Contact. Ở đây chúng ta sẽ chọn thông số ở trên này là tầm 46. Còn phía dưới này chúng ta sẽ chọn là tầm 25. Ok. Để đến ở level này chúng ta sẽ nhân đôi một level tiếp. Ở level này thì chúng ta sẽ chọn Opacity là tầm 53%. Chúng ta kéo đây. 54 cũng được. Ok. Bây giờ chúng ta ở lên là chúng ta sẽ tạo ra một chúng ta sẽ tạo ra một chúng ta sẽ nhấp vào đấy. Chọn V bracket. Ở đây chúng ta sẽ chọn thông số trên này. Đây là 70. Có sáng hơn một tí. Ok. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo ra một layer trống bằng cách nhấn phím Shift Ctrl Shift Enter ở phím Ctrl Shift Enter tạo ra một layer mới. Ok. Ở đây chúng ta sẽ chọn màu. Màu của đây đó chính là F B D C 00. Ta nhấn OK. Sau đó chúng ta nhấn Alt Delete để tạo màu thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ hóa trộn là Short Light và opacity tầm 90%. Ok. Bây giờ chúng ta ở đây chúng ta sẽ tạo ra một mạc lấy mạc cái này để xóa những vùng mà chúng ta không có tiện bằng cách nhấn vào đây là Bluetooth. Phía trên này là màu đen, phía dưới này là màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ còn ở opacity đấy chúng ta sẽ tầm là 26 27 26. Ok. Ở đây chúng ta sẽ xóa những vùng không có tiện như ở đây chẳng hạn, phía vùng cỏ thế này. Và ở trên thân cô gái thì chúng ta sẽ xóa một phần này bằng cách chúng ta zoom lên bằng phím Alt và rê chuột vào. Ok. Bây giờ ở layer này chúng ta sẽ nhấn nhấn đôi thêm một layer khác bằng phím Ctrl G. Và ở đây chúng ta chọn vào đây và nhấp vào đây. Chúng ta sẽ chọn màu khác, đó chính là màu FFC9F2. FFC9F2. Ok. Và chúng ta ở đây chúng ta cũng đổ màu như khi nãy, đó là dùng Alt Delete. Và opacity ở đây chúng ta sẽ tầm 70%. Tên lệch nhau ví dụ 69 cũng được, không sao. Vậy bây giờ chúng ta ở layer này chúng ta cũng sẽ tạo ra một mảng như thế này để tô lên. Do đây mình thấy bức hình này đã gần được rồi, ở đây chúng ta sẽ gần được rồi. Chỉ xóa phía dưới này màu vàng là ở bên này là một số gì đây. Là tác phẩm đã hoàn thiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.